Hello, xin chào tất cả anh chị em. Nay Tiến sẽ làm cái video này thông báo cho anh chị em cái tin là mặc dù Tiến đã đưa trên Facebook, Zalo và trong nhóm rồi, thế nhưng mà Tiến thông báo anh chị em là trong cái tháng 7 thì nay còn có 13 ngày đấy thôi. 13 ngày thôi thì chúng ta đang nhận được cái khuyến mại của công ty trong cái tháng 7 này cho tất cả những anh chị em đầu tư DGU là cộng 25%. Kể cả những anh chị em nào mà đã học khóa học rồi này và đang đầu tư góp ở cái giai đoạn cổ phần nó ở đoạn góp ở đoạn nào ấy thì anh chị em thanh toán trong tháng, ví dụ góp trong tháng hoặc là anh chị em trả hết trong tháng hoặc là anh chị em mua gói mới thì anh chị em sẽ được cộng 25% cộng với 25% cái mở tài khoản mới để nhận cổ phần của DGU. Thế thì đây anh chị em nhìn trên cái màn hình đây thì Tiến cũng đã góp là thêm được mấy cái tháng rồi. Đi tổng cái tài khoản của Tiến hiện nay đang đầu tư là 10.897 đô. Đây là về 10.897 đô là mua cổ phần doanh nghiệp nhé. Đấy, còn hiện nay trên cái tài khoản của DGU anh chị em thấy cái đặc điểm mà nó rất là hay, bởi vì nó có rất nhiều các cái chi tiết nó thống kê để chúng ta nắm được cái hoạt động của tài khoản này, ra vào như thế nào này, bao nhiêu lượng dép hay là đăng ký trong ngày này ở trong hệ thống. Đối với những anh chị em nào mà trong hệ thống mà chúng ta làm hệ thống ấy, phát triển hệ thống, xây dựng cộng đồng ấy, cùng liên kết với công ty ấy, thì chúng ta có những cái bảng biểu đồ theo dõi rất hết sức khoa học anh chị ạ. Đấy, nạp tiền theo ngày này, bản báo cáo tóm tắt từ khi anh chị em tham gia vào, tức là tháng 1 này, không tháng 1, mùng 1 tháng 11 2019 Tiến đã đăng ký và tham gia vào đây thì nó sẽ có lưu lại toàn bộ. Nhưng mà mãi đến tháng 2020, tháng 5, tháng 6, 2020 Tiến bắt đầu là chia sẻ cho anh chị em về cái dự án DGU này. Thực ra nó tốc độ nó phát triển rất là nhanh và cái tiềm năng giá trị của nó rất là lớn. Số tiền nạp vào ở đây là 14.053 đô thì là Tiến nạp vào và đầu tư. Đầu tư cá nhân là 10.897, còn khoản trả góp hiện tại thì Tiến đang trả góp có 15.000 đô thì còn 6.200 đô nữa thôi. Đấy, số tiền đã nhận này. Đấy, số tiền đã gửi là 33.000. Đấy, nó rất là tiền ra tiền vào đây. Đấy, nó có rất là nhiều chi tiết chậm. Đấy, hiện nay tổng cái số lượng mà thành viên đăng ký trong hệ thống của Tiến là cũng 8.731, thế nhưng mà đó là như cả những anh chị em mà chúng ta vào nhận cổ phiếu tặng nhá. Đấy, thì anh em nào mà thêm muốn nhận cái cổ phiếu tặng của DGU thì anh em có thể là đăng ký cái đường link phía dưới video, đúng không ạ? Có thể là vô tình nghe cái video này thì anh em đăng ký dưới và chúng ta tìm hiểu thông tin. Thì đối với các cái website thì anh em để ý có các cái trung tâm ba gạch rồi chữ U, chữ Việt Nam hay là chữ D hoặc là hồ sơ thì anh em có thể hoàn toàn tự mình khám phá được, bởi vì là công ty đã tích hợp rất nhiều cái thứ tiếng. Hiện nay thì DGU không hạn chế quốc gia nào để đầu tư vào nhé, kể cả Mỹ hay là Australia, Canada, các nước châu Âu là ok hết, bởi vì là công ty đã thành lập cái công ty con ở thuộc Liên minh châu Âu, cái Cộng hòa SIP rồi. Thì đây anh em để ý cái cách các giao dịch đây. Ở cái giai đoạn này thì Tiến có đô, Tiến nạp 30 đô là nạp trong cái gói trả góp này 167 đô, nhưng Tiến nạp 30 đô cũng được anh em, thì nó sẽ tặng này là 200 cổ phần này, 200 DGU đấy. Thì cộng 19 đô này thì cũng cộng 152 DGU, đó là cái phần thưởng khuyến mại trong cái tháng đấy. Đây là anh em, đây là hiện nay nó có thanh toán chúng ta được nhận khuyến mại rất là lớn. Thì tổng số cổ phần của Tiến đã góp hiện nay là 169.522. Còn các cái mục thì ở trong phần DGUS đây thì Tiến cũng tham gia đầu tư một gói trải nghiệm. Thì Tiến cũng đã đầu tư gói trải nghiệm là 1.167 đô. Đấy, tổng mức đầu tư của cái hệ thống của Tiến vào cái DGUS là 122.401 đô. Đấy, thời hạn giấy phép thì ở đây thì nó có hai cái giấy phép, là giấy phép với những anh chị em là xây dựng phát triển cộng đồng ở bên cái mua cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta 100 đô hoặc là 30 hoặc là 15 đô, thì nó tùy theo mức là 1 năm hoặc là 3 tháng và 1 tháng. Còn với cái DGU này thì DGUS này thì mặc dù lợi nhuận không cao nhưng mà nó khá là an toàn chứ ạ. Đây anh em để ý, nó nhận ba cái đồng là Bitcoin này, Ethereum và cái đồng USDD. Đây là cái cơ sở để sau này là công ty sẽ xây dựng cái ngân hàng số anh em, về sau công ty có thể nhận cả cái tiền pháp định, có thể là Việt Nam đồng hoặc là
những cái đồng mà đồng tiền pháp định của anh chị em đấy, đô la Mỹ hoặc là euro, đồng rúp, đúng không ạ? Tùy đồng nhân dân tệ. Đấy là các cái đồng tiền gọi là đồng tiền pháp định của quốc gia đấy. Thì lệnh ở đây thì là cái giấy phép là nó thông báo là bên DGU phát triển cộng đồng, còn thì với cái mức đầu tư vào DGUS thì anh chị em hiện nay là khi anh chị em tham gia vào DGUS thì anh chị em phải bỏ 100 đô để vào cho cái Mitsam tham gia được sản phẩm này và nhận lợi nhuận. Thì ở đây trong cái tháng vừa qua thì với 1.167 đô thì lợi nhuận là 16 đô, mặc dù nó ít thôi chị em, nhưng mà cái quan trọng là nó an toàn. Khi chúng ta đi kinh doanh đầu tư, cái quan trọng đầu tiên là chúng ta phải an toàn, phải giữ được cái gốc đã, khoảng lợi nhuận như thế nào thì chúng ta mới xét đến phía sau. Đấy, tính pháp lý còn là cao họ. Đó là một số cái thông tin thì muốn chia sẻ cho anh chị em. Còn nếu anh chị em nào muốn cập nhật cái thông tin ấy thì anh chị em có thể vào trong cái đăng ký vào cái đường link và tài khoản website của mình. Đấy, tính nhắc lại với anh chị em là trong cái tháng 7 này thì còn 13 ngày nữa thì DGU sẽ tặng 25%. Ví dụ anh chị em đầu tư vào 10.000 đô thì anh chị em sẽ được cộng là cái giai đoạn giá 0,2 đô này thì anh chị em sẽ được là khoảng 75.000 cổ phần. Đấy, tin tức đây. Thì ở trong cái giai đoạn này từ ngày 17 đến ngày 23 thì Tổng Giám đốc và CBO của EIOA đã sang Việt Nam, và hiện nay là đoàn của Đỗ Tâm ở Việt Nam đang dẫn anh chị em đoàn gồm 4 người trong công ty đi du lịch và tham quan ở Hà Nội. Hôm qua thì đi uống bia và hôm nay thì đi tham quan ngôi chùa Trấn Quốc, và các hoạt động từ nay đến ngày 22-23 thì bắt đầu là chúng ta đi vào cái hội nghị. Để đấy, để anh chị em lưu ý để nắm thông tin, thì những anh chị em nào mà ở phạm vi ở miền Bắc, ở Hà Nội thì anh chị em nhớ cái mốc là thời gian là 14 giờ ngày 23, tức là vào ngày thứ bảy ngày 3 thì cuối tuần này, thì chúng ta sẽ tổ chức hội nghị cùng với ban lãnh đạo công ty, trong đó có tổng giám đốc và CBO của EIOA. Thì trong cái hội nghị lần này thì có rất nhiều các cái thông tin mà ban lãnh đạo sẽ bật mí cho nhà đầu tư của Việt Nam cũng như anh chị em xây dựng hệ thống. Và Tiến cũng mong rằng là với cái biến động của thị trường hiện nay thì nó sẽ sớm khắc phục, có một cái đợt hồi lên của các cái thị trường crypto, ví dụ Bitcoin, Ethereum và các cái đồng coin trong toàn hệ thống crypto. Thì hôm nay là hơn 22.000 đô rồi Bitcoin rồi, mà Ethereum thì khoảng 1.200. Thì mong rằng là trong cái tháng 8, hết tháng 8 sang tháng 9, có thể tháng 8, 9 này, thì khi mà cái thị trường nó xanh trở lại thì mong rằng sẽ là tháng 9, tháng 8, tháng 9 thì cái sản phẩm EIOA của chúng ta sẽ bắt cái đợt sóng hồi này và chúng ta list trên sàn, bán IDO, list trên sàn và chính thức tham gia vào Mainnet và chuẩn bị có cái doanh thu để đưa cái vào cái nguồn thu nhập cho công ty DGU và tăng cái cổ tức của chúng ta trong cái 6 tháng cuối năm vào tháng 12. Đấy, thì để anh chị em lưu ý rằng là khi mà EIOA mà vào hoạt động mà đã kiếm được tiền thì chắc chắn rằng là công ty sẽ có một đến vài đợt là tăng cái giá trị cổ phần, cũng có thể là không. Từ nay đến cuối năm thì theo Tiến nghĩ thì sẽ có tăng khoảng 2 lần. Đấy là một số thông tin Tiến muốn cập nhật nhanh cho anh chị em. Và nhắc lại với anh chị em là ngày 23 tháng 7 vào 14 giờ thì anh chị em có thể buổi sáng ở gần đó, anh chị em xa thì đi buổi sáng, buổi chiều thì chúng ta có thể đầu giờ chiều chúng ta ra thì chúng ta sẽ hội nghị cùng với tổng giám đốc và sẽ nhận được cái thông tin. Ở đây ngài tổng giám đốc đây là Alexey Bonet đây, thì anh chị em sẽ nhận được các thông tin của chính thức đến tận nơi thăm nhà đầu tư Việt Nam, sau đó chuyển sang Indonesia. Đấy, công ty hiện có những cái chương trình mà quảng bá marketing ở ngoài đường hoặc trên các cái web banner rất nhiều, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta tham gia đầu tư vào DGU ở trong những cái khuyến mại rất là ok, và họ tranh thủ giá khuyến mại chúng ta mua, chúng ta đầu tư thì chắc chắn là cái tài sản của chúng ta sẽ tăng lên nó nhiều hơn, thay vì là chúng ta đầu tư những cái giai đoạn mà nó không được khuyến mại. Xin kết thúc cái video ở đây. Thì những anh chị em nào mà quan tâm đến dự án DGU và đã quan tâm đến kênh YouTube của Tiến thì anh chị em có thể là đăng ký kênh hoặc là nhấn nút like và tìm hiểu và theo dõi cái kênh nhà Tiến đưa cập nhật cho anh chị em những cái thông tin về những dự án như DGU hay là về Solar Group, hoặc hiện nay Tiến đang tập trung hai cái dự án đó, thì anh chị em có thể follow và theo dõi, chúng ta có tham gia đầu tư. Đó là những cái dự án an toàn và đầu tư theo xu hướng, chắc chắn là chúng ta sẽ thành công trong một vài năm tới thôi, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video.